Chào mọi người đã đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Rồi mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, 0348308443. Rồi theo dõi kênh của em thì nhớ bấm vô đăng ký kênh nha mọi người. Bấm vô đăng ký kênh, bấm vô cái nút cái chuông á để mọi người được cái cập nhật mới mấy cái video đăng lên. Rồi hôm nay là cái video có mã là 140 ha mọi người. Mã 140 đem về được ít cái đồ hơi nè, đồ của khí nén xài áp thấp ha mọi người, ví dụ như xài mấy súng sơn áp bếp đó, này của Mỹ nè, vũ này luôn, mấy cái đồng hồ áp với lại cái lọc khí. Rồi đầu tiên số 1, một cái kéo cắt tóc nha mọi người, cắt tóc của Nhật ha, đây thương hiệu này của Nhật, còn rất là đẹp. Đây lưỡi không có bị mẻ gì hết, nước xi nó còn sáng bóng mà. Nó xài mà còn bỏ trong cái bao này là biết rồi, xài rất là ít. Này cao su nó còn luôn mọi người, cái cao su cao su để mình cắt cho nó êm á, nó không cứ kêu tách tách. Nấm này điều chỉnh chỉnh độ nặng nhẹ của cái kéo, trong nó có ron cao su rồi ha, cho nó giữ cho nó im. Này là cái này rất quan trọng ha, người tỉa tóc là sẽ biết dùng chịu ngón tay đây nè. Rồi cái kéo này size 17 cm ha, này rất là đẹp. Rồi kéo cắt tóc của mã là 140 ha, chấm 1, giá 300.000 mọi người. Rồi tiếp theo cái máy mài khuôn này ha, tình hình là nó mất cái điều tóc nha mọi người, đây nó có cái điều tóc nhanh chậm nè, bây giờ nó mất ha, là bây giờ nó chạy có một tốc độ. Đây là nó vô DC 18V nè, 13W, nó vô gắt cái gắt DC nè mọi người. Rồi đầu kẹp này, đầu kẹp mũi khoan này kẹp chắc chừng 3 mm trở xuống nha mọi người, kẹp chừng 3.2 mm trở xuống thôi, chuyên kẹp mấy đồ nhỏ nha. Đây cái này xài nguồn 18V nha. Rồi bây giờ em có cái nguồn là 12V cắm thử cho mọi người coi xem nó chạy như thế nào nha. Đây là nguồn 12V, cái nguồn nó DC cộng trừ á, mọi người kiếm cái gắt này cắm vô là được ha. Trên máy nó để là 18V, cái này hiện có em có là 12V đó, 12V chạy rất là êm, máy còn rất mới mà nó bị mất cái điều tóc này rồi, giờ không nó không hoạt động, cắm vừa điện vô là chạy ha. Em có thằng máy thôi nha mọi người, không có cái adapter 18 nên em chỉ bán cái thằng máy thôi, mất điều tóc ha, chạy một tốc độ thôi. Rồi có mã là 140.2 ha, giá 250.000. Đây kích thước nó là 16 cm. Rồi tiếp theo là đây cái máy máy cạo cạo râu, đây cạo râu cạo lông gì cũng được nha mọi người.
Đây, hàng Nhật mới chưa sử dụng luôn, còn nguyên trong hộp cho mọi người. Rồi mỗi bộ nó sẽ có cái cây để vệ sinh cái lưỡi nè, chùi cái lưỡi á, mình xài nhiều mình sẽ chùi nó. Đây lưỡi nó có hai mặt ha, mặt cạo thẳng nè, mặt cạo chỗ nhấp nhô, đây chỗ nâu lõm, mình cạo cái mặt này nó cong nè, đây phẳng. Nó xài pin tiểu nha mọi người, pin hai a đây. Này để em lấy pin thử nha, máy bán không có pin, người về mua hai cục pin gắn vô thôi nè, hai pin gì nè, pin này là pin 2A nha mọi người, pin đồng hồ á. Coi cộng trừ này nha mọi người, nó có để ký hiệu cộng trừ nè, mình coi đúng mình bỏ vô ha. Rồi đó, cạo rất là ok nha, mấy lông tay cạo nó ăn hết được hết, lông mặt cạo cũng được luôn nha, rất là mịn mà cạo cạo nó cũng ăn nữa đó, nhỏ gọn bỏ túi đi du lịch thôi mọi người, rất là tiện. Rồi cái cây này là vệ sinh cái này nè, chùi nó dính lông vô đây á, vệ sinh nó đó, nhỏ gọn. Rồi cái bộ cạo râu này bằng pin có mã là 140.3 ha, giá 200.000 một bộ mọi người. Tiếp thêm về cái đèn led, đèn led đội đầu nha, mà ở đây là nó hiếu dây rồi, cái hãng này của thằng Nga xuất cho Nhật mọi người, hãng này của Nga mà. Nhà máy thì China. Đây điện là pin nè, pin 3A, 3 viên pin. Đây. Cái này mắc cái nắp pin rồi, mắc cái dây đeo nữa nha mọi người. Này mọi người về xài chế dây hoặc là dán lên nón á, mình xài luôn, dán lên cái nón đội đầu. Đó. Pin đèn led này rất sáng nha. Nó có 3 chế độ luôn. Là mọi người nhìn cái led, cái tim led rất là to luôn nè, rất là sáng. Mà cái pin này nó gần hết rồi nha mọi người. Rồi nó gọi thì nó yếu vậy, người xài pin mới vô nó sẽ sáng nè. Ba chế độ nha, nó chớp nè, chế độ sáng nè, sáng vừa, sáng yếu, sáng mạnh và chớp ha. Đó rồi ba viên pin này luôn nè. Bên này gần hết rồi, yếu rồi. Rất là tiện nha mọi người, chế lại nó gọn, chế gắn xe đạp hoặc là gắn lên nón mình cũng được, nón chết á, xài làm việc hay làm gì, đi khám phá gì đó, đi gọi gọi trên đầu gọi rất là tiện. Rồi cái đèn này có mã 140.4 ha, giá 300.000 đó, như vậy nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cặp đèn xi nhan, cặp đèn xi nhan này của xe ô tô, đây xi nhan led nha mọi người, xi nhan đời này đời led luôn. Hoshi này thương hiệu gì của Nhật. Để gắn vô cái điện thử ha.
Đây em có cái cục cục adapter. Đó 12V. Đúng rồi. Nè, này cực âm nè, này dây âm nè mọi người. Dây âm và hai chế độ sáng ha. Chế độ vừa, chế độ sáng nhiều, sáng ít. Này để nói vô cực âm trước đi. Rồi. Đó. Dây vàng nè. Dây nâu là sáng ít nè mọi người. Dây vàng là sáng nhiều rồi ha. Đó, hai chế độ. Dây đen là dây âm. Rồi bóng này nó cũng sáng y chang, hai bóng nó test ok nha mọi người. Rồi cái cặp xi nhan này mã 140.5 ha, giá 300 ngàn. Nó sử dụng là led nha mọi người, rất là nhiều cái chip led. Đó, mọi người nhìn qua cũng thấy cái chip led bên trong nó nguyên cái mạch nó luôn nè. Mạch bảo vệ đầy đủ trong nè. Này để đo kích thước nè. 13 nhân cho 6 rưỡi ha. Nhân cho 3 rưỡi. Rồi tiếp theo là đây hai món này mọi người. Đầu tiên là cái hộp nhỏ ha, cái hộp đựng đựng đồ rất là tiện, tất cả bằng inox của Nhật nha mọi người. Kích thước này. Rồi cái to này là đây. Nó như cái lò đốt à. Đây nó có mấy cái lỗ gió nè mọi người, mở ra được nha. Đó. Mở mấy cái lỗ gió ra ha. Đó. Đóng mở cái lỗ gió nè. Mọi người dùng đốt đồ được nè. Đồ nó không có bay ra được. Đó, nó sẽ hòng gió qua mấy lỗ này. Dưới đáy cũng có cái đồ xả ra luôn đó. Cái này full inox của Nhật nha mọi người. Full inox luôn. Kích thước là 12 nhân cho 17. Đây, cái này là bằng inox 100% luôn. Nóc ha, còn cái này sắt nè. Rồi hai cái bộ này có mã là 140.6 ha, giá 500 ngàn nha mọi người. Rồi tiếp theo về mấy cái bộ à, gọi là cái lọc khí ha, lọc khí máy nén khí, mấy cái lọc khí nè, lọc khí này hàng của Mỹ mọi người, đây Mỹ sản xuất, Made in USA luôn, thương hiệu là Aro, đây có chỉnh áp luôn nha mọi người, nè mấy cổng này là cổng ra cổng vô nè, à, này vô vô nè ra nè mọi người. Đó, nó sẽ không qua đây, giờ ở đây là nó lọc, nó lọc cái khí ở đây nè. Máy điện vô đây. Trên đây là chỉnh áp nha. Rồi cái núm dặn này là chỉnh áp. Chỉnh cho lượng khí nó ra nhiều hay ít, mình có thể nén lại. Giờ mình kết hợp với cái đồng hồ này. Đây. Thì mình sẽ coi được cái lượng khí nó bao nhiêu, chỉnh lại thì cái đồng hồ nó sẽ hiển thị lên đây. Đồng hồ này của Mỹ luôn nha mọi người, Mỹ sản xuất luôn đây. Để lên chỗ này. Chuyên sản xuất mấy cái đồ mà mấy dòng này là dòng khí, dòng xài khí nén áp hấp ha. Như ở đây cái đồng hồ này là áp 2 kg nè mọi người, 23 nè. Là 2 kg ha. Thường gọi là 2 kg.
Còn cái nén này nó chịu tới 150 PSI mát nè, là tầm khoảng 150, 30 là 250, 5 là 10, 10 kg nha mọi người. 13 cái lọc này nè chịu 10 10 kg. Là xài máy nén cũng bình thường mình cũng được nha mọi người. Tối đa là 10 kg á. Máy nén mình xài thường khoảng 8 kg thì ok. Rồi đồng hồ này là chuyên đồ nhỏ 2 kg. Nó về được mấy bộ nha mọi người. Rồi cái đồng hồ á, hiện bán 100 ngàn một cái nha mọi người. Còn cái lọc hơi này nè là 200 ngàn một cái ha. Hàng của Mỹ rất là ít gặp nha mọi người. Thường là gặp hàng của China hoặc là Nhật thì nhiều. Hàng Mỹ này rất là ít thấy. Rồi kế tiếp là ba món này. Hai cái ca nè với một cái chung gì đó, tất cả rồi mà cũng bằng inox nha mọi người, inox 304, inox của Nhật à. Đây không biết cái ca này làm cái gì mà nó hình dáng nó rất là khác lạ, với một cái chung ha. Rồi ba món đây, kích thước 13 8 ha. Rồi ba món này có mã là 140.8 ha, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo là cái một cây ép tỏi nha mọi người. Đây ép tỏi lâu lắm mới về được một cây ép tỏi nè, cũng khá là ít gặp. Đây thép không gỉ. Rồi mã là 140.9 ha, giá 150. Rồi cuối cùng là cái thùng đồ nghề của Nhật, thương hiệu là Toyo. Đây Toyo, thùng này còn khá là ok. Toyo Tool đây, đấy nè, không có bị xét nhiều nha, nói chung là nó chốc sơn thôi. Rồi thùng khá là ok, bên trong rất đẹp, khóa chốt hai cái khóa đó. Rồi đo kích thước nè, 45 ha, 45 nhân cho 17, 45 nhân 17 nhân cho 17, 45, 17, 17 nha mọi người. Rồi cái thùng này có mã là 140.10, giá 450 ngàn. Thùng này rất là chắc nha mọi người, trông chắc lắm, đứng là không xi nhê. Đó, cứng lắm. Rồi em kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.